Bạn này thường hay thấy các phòng tập nhắc tới cái cụm từ là căng giãn cơ. Vậy cụm từ này có phải cách gọi khác của việc khởi động trước khi vô bài tập đúng hay sai phải? Thì em bị đau mỗi vai gáy có thể sử dụng nó để phục hồi hoàn toàn vấn đề sức khỏe của mình được không? Vậy thì khi mà các bạn sử dụng cái băng dán Kenesio thì nó có gây ảnh hưởng cho cái quá trình sinh hoạt hàng ngày của mình hay không? Xin chào. Chà, hôm nay nhiều đồ nghề quá vậy. Quá trời thứ luôn. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với lại Now Fit Talk mùa 2 tập thứ 3. Và mình là Jack Phan, hiện tại mình đang là Master Trainer của Now Fit Yoga Fitness Center. Và cũng như thường lệ, người đồng hành của mình trong tập lần này đó là Phai Lê. Chào tất cả mọi người, mình là Phai Lê. Sau cái số thứ 2 tụi mình trao đổi về vấn đề cổ vai gáy và đau mỏi vai gáy thì Now Fit tụi mình sẽ lại gặp rất là nhiều những câu hỏi liên quan tới vấn đề đau mỏi vai gáy, vấn đề về chấn thương. Cũng rất là dễ hiểu thôi, sẽ còn 3 tháng nữa chúng ta sẽ chào đón một cái Tết. Thì lúc này thì mình cũng biết là tất cả khách hàng của tụi mình cũng giống như là huấn luyện viên thì sẽ thường có những cái deadline vào mùa Tết. Các bạn sẽ ít có thời gian để dành cho sức khỏe hơn, hoặc là cái thời lượng của mỗi một cái buổi luyện tập như vậy thì nó sẽ ít đi. Cho nên các bạn cũng không có chú trọng nhiều tới vấn đề khởi động, vấn đề căng giãn cơ một cách chi tiết. Cho nên ngày hôm nay thì mình cùng với lại anh Jack sẽ trao đổi các bạn chi tiết hơn, để mình cùng với một cái khoảng thời gian như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm hơn trong cái quá trình xây dựng sức khỏe cho các bạn. Vậy hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề là các phương pháp để giúp cho chúng ta tránh được hạn chế chấn thương trong việc tập luyện, cũng như là các phương pháp phục hồi sau khi chúng ta tập luyện. Và ở đây chúng ta thấy có rất là nhiều các dụng cụ để hỗ trợ hồi phục. Thì có thể Phai chia sẻ cho các bạn ở đây về cái định nghĩa cũng như là cái hiểu rõ hơn về các loại thể loại mà căng giãn cơ để hồi phục hay không. Ok, thì với kinh nghiệm làm việc của Phai thì Phai sẽ cho các bạn một cái góc nhìn nó tổng quan như thế này. Tức là trong một buổi luyện tập thì thường các bạn chỉ nghĩ tới vấn đề luyện tập thôi. Nhưng mà một cái quy trình để chúng ta luyện tập thì nó sẽ có 5 bước. Bước đầu tiên là các bạn làm nóng hay còn gọi là warm up. Bước thứ hai là chúng ta sẽ giãn cơ ở trạng thái động. Bước thứ ba là chúng ta sẽ dợt động tác. Và bước thứ tư chúng ta mới là set luyện tập chính. Và sau set luyện tập chính thì chúng ta sẽ có giãn cơ ở trạng thái tĩnh. Đó, thì 5 bước đó là đầy đủ cho một cái buổi luyện tập của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn khán giả nha. Thì ở đây chúng ta nhận được câu hỏi là: bạn này thường hay thấy các phòng tập nhắc tới cái cụm từ là căng giãn cơ. Vậy cụm từ này có phải cách gọi khác của việc khởi động trước khi vô bài tập đúng hay sai Phai? Cái câu hỏi này nó không có đầy đủ nha các bạn. Và như các bạn đã thấy ở đây tụi mình chuẩn bị rất là nhiều cái dụng cụ để phục vụ cho cái việc giãn cơ. Như Phai vừa mới nhắc ở cái phần giải thích, chúng ta sẽ có 3 dạng để mình giãn cơ. Một là giãn cơ ở trạng thái động, hai là giãn cơ ở trạng thái tĩnh, và ba là giãn cơ ở trạng thái linh hoạt. Thì mỗi loại giãn cơ này nó có cái cách để phân bổ trong một cái buổi luyện tập khác nhau. Ví dụ như chúng ta giãn cơ động thì thường sẽ sử dụng trong khoảng từ 5 đến 10 phút đầu tiên của cái buổi luyện tập sau khi mà mình đã warm up thôi. Còn giãn cơ tĩnh là chúng ta sẽ ưu tiên để mình có thể sử dụng sau cái buổi luyện tập của tụi mình. Và cái giãn cơ linh hoạt tức là trong mỗi một cái set như vậy, các bạn muốn được tăng cái biên độ chuyển động lên thì các bạn có thể sử dụng giãn cơ linh hoạt để mình có thể tốt hơn trong một cái buổi luyện tập. Thì các bạn thấy ở đây tất cả các công cụ này thì nó có những thiết bị sử dụng để giãn cơ tĩnh, có những thiết bị để sử dụng để giãn cơ động. Phải ví dụ như cái cây gỗ này, nó cũng là một cái thiết bị để chúng ta có thể giãn cơ ở trạng thái động. Các bạn sẽ sử dụng để ví dụ như khởi động cái khớp vai của mình này, tăng cái độ linh hoạt cho khớp vai, hoặc là mình có thể giãn cơ lưng, tức là rất là nhiều cái động tác ở cái trạng thái căng cơ động. Thì cái căng cơ động này nó nhằm mục đích cho các bạn là báo hiệu cho cơ thể mình biết là mình đã chuẩn bị luyện tập rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như mà các bạn tập luyện vào buổi sáng lúc mà cái cơ mình nó còn rất là cứng thì cái chuyện mà giãn cơ động như vậy nó cũng sẽ giúp cho cái sợi cơ của mình nó có được cái sự đàn hồi một chút, thì khi mà các bạn luyện tập nó sẽ giảm thiểu được cái vấn đề liên quan tới chấn thương. Còn tất cả các thiết bị như ở đây này, nó cũng là một cái thiết bị để giúp cho các bạn có thể giải quyết những cái vấn đề liên quan tới căng cơ tĩnh. Căng cơ tĩnh thì nó không chỉ đơn thuần giống như các bạn thấy là kéo giãn không thôi đâu. Nó còn có những cái liệu pháp như là dây, các bạn liệu pháp như là lăn, các bạn sử dụng những cái thiết bị như ở đây là một trong những cái thiết bị chuyên dụng thì tụi mình có thể sử dụng để cạo, vân vân và vân vân. Thì ở đây thì mình cũng có thể trao đổi cho các bạn xem sơ sơ các cái thiết bị ở bên hệ thống của Now Fit cũng đang cung cấp cho các bạn. Đây, nó rất là nhiều cái thiết bị trong này.
Mỗi một cái như vậy thì nó sẽ có mỗi một cái chức năng khác nhau và mình có thể hỗ trợ để giãn, để massage, để phục hồi cơ ở những các cái vùng khác nhau. Ví dụ như cái cây dài này thì các bạn cũng biết sẽ vô những cái nhóm cơ lớn như là cơ lưng hoặc là cơ đùi. Và những thiết bị nhỏ hơn này thì chúng ta sẽ tập trung vô những cái nhóm cơ nhỏ hơn. Đó, thì đương nhiên rồi, nó sẽ rất là dài để Phai chia sẻ trong một buổi. Phai chỉ cho các bạn một cái nhìn nó tổng quan nhất để các bạn dễ hình dung thôi. Trong câu hỏi của các bạn đó, có một ý nữa. Đó là trong quá trình mà căng cơ tĩnh thì thường sẽ có sử dụng một số cái loại băng dán trên cơ thể. Là các bạn này thấy một số người ta sử dụng băng dán. Vậy cái việc mà sử dụng băng dán đó có phải là một phần của việc căng cơ tĩnh hay không? Phai có thể chia sẻ thử. Phai chia sẻ với các bạn một chút xíu nha. Ở đây thì Phai cũng công cụ, có hệ thống nào fit cũng có chuẩn bị cho các bạn sẵn rồi nè. Căng cơ ở trạng thái tĩnh nó có rất là nhiều và phục vụ cho những cái mục đích khác nhau. Thì đối với cái băng này gọi là băng Kinesio, thì thực ra thì Phai là một trong những người có nghiên cứu về nó thôi, chứ còn những cái người mà chuyên môn hệ thống nào fit để sử dụng cái hệ thống Kinesio này nó rất là ít. Và với cái góc nhìn của mình và cái hiểu biết của mình thì hiểu đơn giản để các bạn có dễ hình dung hơn. Thì khi mà chúng ta có vấn đề về bệnh lý thì cái băng này là một trong những băng Phai hay gọi là băng dán trợ lực. Các bạn hiểu đơn giản là trợ lực có nghĩa là hệ thống cơ của mình nó đang yếu, nó đang có vấn đề, hoặc là xương khớp nó có vấn đề. Thì việc mà có một cái băng trợ lực như vậy nó tương tự giống như mình giả lập thêm một cái nhóm cơ để mình có thể gồng gánh thêm. Còn cái cách dán như thế nào, chiều dán ra sao, co duỗi như thế nào thì các bạn muốn tìm hiểu sâu và chi tiết hơn thì các bạn có thể đến hệ thống NowFit, sẽ có chuyên gia về lĩnh vực này để có thể hỗ trợ cho các bạn một cách chi tiết hơn. Và cái này thì nó thiên về trị liệu nhiều hơn chứ không phải thiên về giãn cơ phục hồi giống như bình thường. Ở đây thì Phai mới vừa thấy có một khán giả comment ở đây là vậy thì nó đều là giãn cơ, vậy thì giãn cơ động và giãn cơ tĩnh chúng ta có thể sử dụng trước hoặc sau tập. Cái này thì theo Jack là đúng hay sai? Việc giữa giãn cơ động và giãn cơ tĩnh á, theo ý kiến này thì Jack nghĩ là không đúng cũng không sai, 50-50. Nhưng mà mình cần phải nắm được cái ý chính, định nghĩa của nó, cũng như là cái nhu cầu tập luyện của mình nó ở mức độ nào để mình sử dụng cho nó phù hợp. Thì hồi nãy Phai cũng có giải thích sơ rồi, Jack nhắc lại một tí xíu. Có nghĩa là về vấn đề giãn cơ tĩnh đi. Giãn cơ tĩnh là các bạn kéo giãn các nhóm cơ của các bạn hết biên độ, và sau đó các bạn sẽ giữ lại ở một cái khoảng thời gian nhất định để cho cái cơ bắp của các bạn được giãn nở và được kích thích nhiều hơn, giúp tăng cái lưu thông máu lên. Rồi còn giãn cơ động á, là các bạn sẽ sử dụng việc là các bài tập đơn giản hoặc là vận động cái cơ của các bạn liên tục cho nó hết cái biên độ hoạt động của cái cơ đó, và từ từ dần dần nó sẽ khiến cho cái cơ đó được kéo giãn ra. Đó, các bạn phải phân biệt ra được hai cái hình thức này một cách cụ thể. Rồi, giãn cơ động á, nó sẽ giúp cho mình tăng cái lưu thông máu nè, tăng nhiệt độ cơ thể lên nè, và giúp cho cơ thể chúng ta nó sẽ tăng cái sự linh hoạt. Đó, thì nó sẽ giúp và phù hợp cho những cái việc mà trước khi chúng ta có thể bắt đầu tập luyện á, thì nó sẽ giúp cơ thể chúng ta khởi động rồi làm nóng trong cái quá trình warm up và nó sẽ đạt được hiệu quả hơn. Còn cái việc mà giãn cơ tĩnh á, thì nó vẫn giúp cho cơ thể chúng ta là kéo giãn cái cơ bắp nè, nhưng mà nó sẽ thiên về vấn đề là phục hồi, giảm stress cho cơ và căng giãn cái phần cơ của mình để cho nó có một cái độ gọi là lưu thông máu để nó phục hồi được tốt hơn. Vậy nên cái khuyến nghị á, là nên sử dụng sau khi tập nó sẽ vẫn tốt hơn, nhưng tùy theo cái bộ môn thể dục thể thao hay là cái bộ môn tập luyện của các bạn, mỗi người mỗi khác, nên sẽ linh động trong việc sử dụng giãn cơ động và giãn cơ tĩnh, chứ cũng không thiên về một cái hướng nào trước nào sau 100% cả. Không có gì là tuyệt đối, nên các bạn cũng hiểu là mình phải hiểu là trước khi mình tập một bộ môn gì đó, mình phải tìm hiểu, sau đó mình sẽ sử dụng một cách linh hoạt các loại thể loại căng giãn này để cho nó phù hợp với lại cái tính chất bộ môn mà mình sẽ chuẩn bị tập luyện hay là bộ môn thể thao chúng ta chuẩn bị chơi. Rồi, đó là cái ý mà Jack muốn chia sẻ. Chung quy lại là chúng ta không có thiên về cái nào tuyệt đối cả, mà là hãy tìm hiểu cho kỹ và hiểu rõ thế nào là giãn cơ động, thế nào là giãn cơ tĩnh, và chúng ta sẽ áp dụng cho nó phù hợp cho cái bộ môn thể thao mà chúng ta chuẩn bị chơi. Đến câu hỏi thứ 3 nha. Rồi, có một bạn comment rất hay là bạn này luôn luôn khởi động 30 phút trước khi tập, 30 phút lận nha, nhưng mà sau khi tập vẫn bị thấy đau. Bạn đó không biết là do các bạn đó khởi động sai hay là do khởi động lâu quá mà thành ra nó lại vẫn đau. Ý kiến của Hoàng đó hỏi vậy đó. Thực ra thì nãy giờ Jack với lại Phai cũng đã trao đổi với các bạn rồi.
khởi động nó không phải là cái một cái phương thuốc thần diệu rằng là sau khi khởi động là mặc định là các bạn không đau, các bạn không chấn thương. Nó chỉ giúp cho các bạn một cái được, ví dụ như thay vì các bạn bay vô các bạn luyện tập liền, thì về mặt nguyên tắc căn bản là cơ thể các bạn đang ở trạng thái số 1, các bạn đẩy một phát nó lên tới 5-10 thì có nghĩa là cơ thể các bạn cũng rất là khó để thích nghi. Các bạn cũng sẽ thường thấy là đang đi nắng mà vô trong nhà cái là con mắt mình không thấy, do con mắt mình nó chưa kịp điều tiết, cơ thể mình cũng vậy. Ví dụ như các bạn vừa ngủ dậy, các bạn bật một cái bạn ngồi dậy liền thì cơ thể các bạn cũng sẽ gặp phải cái tình trạng là đang ở trạng thái thấp, đẩy lên cường độ và công suất cao. Nên thực ra đối với lại cái vấn đề luyện tập và khởi động á, nó quan trọng là tại vì khởi động nó sẽ giúp cho các bạn lưu thông máu tốt, giống như Jack vừa chia sẻ. Khởi động sẽ giúp cho các bạn kéo giãn sợi cơ, tăng sức đàn hồi lên. Phải lấy một cái ví dụ như này để các bạn rất là dễ hình dung này. Cái sợi cơ của mình nó chỉ có một chức năng là co thôi. Nó tương tự giống cái cọng dây thun vậy đó. Các bạn bỏ vô tủ lạnh, tức là các bạn đang ngủ một cái giấc dài rồi, tức là trong trạng thái nó không hoạt động. Thì nếu mà các bạn vừa mới cầm cái cọng thun, các bạn kéo một cái liền thì ngay lập tức nó sẽ đứt, tức là nó sẽ dễ dàng xảy ra chấn thương hơn. Có nghĩa là các bạn phải kéo từ từ, sau đó tăng dần, rồi từ từ, rồi tăng dần, làm lại nhiều lần như vậy. Thì nó cũng tương tự giống cái chuyện là giãn cơ động đó. Thì lúc đó các bạn mới có thể kéo maximum, tức là biên độ chuyển động được. Thì khi mà các bạn luyện tập thì sợi cơ chỉ vì là nó chỉ có một cái tính co thôi, cho nên càng tập nhiều, càng luyện tập lâu thì nó lại càng ngày nó càng co lại. Cho nên đó cũng chính là cái nguyên nhân tại sao đến lúc cuối buổi chúng ta phải kéo giãn nó ra. Ngoài việc là giải phóng những cái chất thải axit lactic, tăng lưu thông máu vân 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 vân. Đó thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình có thể phục hồi tốt hơn. Đó, vậy thì các bạn khởi động 30 phút hay là khởi động 1 tiếng hay là khởi động bao nhiêu tiếng đi chăng nữa thì vốn dĩ cái lợi ích của nó không phải là để hoàn toàn chấm dứt 100% cái vấn đề đau và chấn thương. Cho nên là khởi động đối với 30 phút là đối với trường hợp này cảm giác của Phai là cảm thấy hơi nhiều rồi đó. Tại vì khởi động là để làm nóng, chuẩn bị để mình luyện tập thôi. Nếu mà khoảng thời gian khởi động nó quá dài như vậy thì các bạn sẽ bị mất một phần năng lượng tương đối, và cũng không biết là bạn khởi động cái gì trong đó nữa. Nếu mà các bạn giãn cơ tĩnh đi chăng nữa thì kéo dài sợi cơ ra như vậy thì nó sẽ làm cho cái khả năng co của các bạn lại yếu đi. Chắc chắn luyện tập nó sẽ không có được hiệu quả cao đâu. Nhưng mà còn chưa kể một điều nữa, đó là khi mà các bạn khởi động ở một cái thời gian dài rồi các bạn luyện tập thì cũng không nói được là cái chuyện đau đó là do chấn thương, đúng không? Nếu mà các bạn có một cái buổi luyện tập cực kỳ hiệu quả thì cái chuyện ngày mai đau là chuyện rất là bình thường thôi. Cho nên các bạn hỏi cũng không rõ là đau nguyên nhân do cái gì hay là cảm giác đau như thế nào, Phai không thể trả lời cho các bạn chi tiết được. Nhưng mà các bạn phải hiểu khởi động chỉ giúp cho mình những cái điều mà Phai với Jack mới chia sẻ, không có giúp 100% né hoàn toàn chấn thương. Và thứ hai, cái cơn đau các bạn cũng phải xác định rõ ràng cơn đau là nguyên nhân xuất phát từ đâu. Giống như cái phần hôm trước mình với lại anh Jack mới vừa trao đổi với các bạn về vấn đề đau mỏi vai gáy, nổi cái việc mà phân biệt cái cơn đau mà do các bạn luyện tập và cái cơn đau do hệ thống xương khớp là nó bắt đầu nó đã mờ mịt rồi, đúng không? Cho nên khi mà các bạn hỏi đau như vậy thì Phai cũng có thể trả lời một cách tổng quan như vậy. Các bạn thử ứng vào cái cơ thể của mình xem là mình đang gặp cái trường hợp nào, để các bạn sẽ tự rút ra cái kinh nghiệm để cho mình dễ hình dung hơn. Còn đối với Phai thì Phai khuyến cáo nếu mà khởi động thì đâu đó 10 tới 15 phút thôi, đừng có nhiều quá. Tại vì bản thân các bạn luyện tập cũng chỉ được có một tiếng hoặc tiếng hơn thôi. Đó là những người mà khá là bận rộn. Còn những người thoải mái thời gian thì ok, các bạn có thể kéo giãn những cái khoảng đó ra, nhưng mà cũng không tối ưu lắm. Ok, mình đến với câu hỏi kế tiếp của khán giả là đối với căng cơ tĩnh thì việc sử dụng sau khi tập hay là ngay hôm sau mới sử dụng thì nó sẽ tốt hơn? Đối với câu hỏi này thì không biết là cái nào tốt hơn, nhưng mà Phai sẽ chia sẻ cho các bạn dễ hình dung nha. Thường thì khách hàng của bên hệ thống mình và cũng giống như cái gọi là cái feedback của khách hàng á, thì nó sẽ có hai thời điểm để mình sử dụng. Một là ngay sau khi tập và hai là một cái khoảng thời gian sau đó. Thì mình sẽ thấy là nó như thế này này. Thứ nhất, đối với những người mà giãn cơ sau tập thì tại vì trong cái quá trình luyện tập cái cơ bắp của bạn đang tạo ra những cái cơn đau rồi, thì mặc nhiên cơ thể của mình nó sẽ có những cái phản ứng ngược lại, đó là sẽ tiết ra những cái hormone, nó tiết ra những cái nội sinh cơ thể của mình để nó có làm cho cái cơn đau nó giảm đi, nó dịu đi. Thì khi mà chúng ta giãn cơ ở trạng thái tĩnh, nó có rất là nhiều cái công cụ và rất là nhiều cái trạng thái. Ví dụ như chỉ kéo giãn không thôi thì rõ ràng là các bạn đang co, và mỗi kéo giãn ra nó sẽ rất là thoải mái, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà các bạn sử dụng những cái thiết bị như thế này, là các bạn lăn để cho cái hệ thống cơ mình nó mềm ra, và đặc biệt là giải quyết những cái điểm co thắt trigger point á, thì khi mà nếu như các bạn để tới ngày mai mình giãn cơ thì một là cái cơ của mình ngày hôm qua luyện tập nó đã sang cái trạng thái thứ hai là trạng thái viêm rồi. Lúc đó chỉ cần chạm nhẹ cho thôi là đã đau lắm rồi, thì không thể khả năng có thể chịu đựng tốt được.
Vậy thì những cái sợi cơ sẽ không được tác động bởi những cái thiết bị này là món nhớ sâu. Nếu mà chỉ cần chạm nhẹ nó đã đau thì không có khả năng để chúng ta có thể giãn sâu được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà các bạn vừa luyện tập xong thì cái chất thải trong hệ thống cơ bắp của mình nó cũng nhiều, như là acid lactic, những sản phẩm phụ của quá trình mà mình đốt từ gluco hoặc creatine vân 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 vân. Thì những cái sản phẩm phụ đó, khi mà các bạn sử dụng các cái liệu pháp stretching, tức là kéo giãn này, các bạn massage này, các bạn đẩy những cái tạp chất đó ra khỏi cái cơ thể của mình, thì cơ thể của mình nó sẽ có cái không gian, nó thoải mái cái không gian để các bạn có thể giúp cho cái quá trình phục hồi, cái quá trình các bạn nạp protein sau tập hoặc là các bạn sử dụng các cái chất dinh dưỡng sau tập, nó sẽ gọi là có nhiều cái điều kiện nó ok hơn rất là nhiều. Và cái thứ ba nữa là khi mà các bạn luyện tập với một cái cường độ cao, cơ thể của các bạn nó đang trong trạng thái co rút giống như anh Jack vừa mới nói đó, thì cái chuyện mà ngay lập tức các bạn kéo giãn sợi cơ ra như vậy thì nó gọi là hồi về biên độ chuyển động. Nếu mà các bạn quan sát trong cái phòng gym của các bạn, thường thường các bạn sẽ thấy có một số anh chị nó sẽ có cái trạng thái ví dụ như mà tập quá nhiều cái tay trước thì cái tay nó cứ hơi co vậy, hoặc là tập quá nhiều cái xô thì đi nó lại khệnh khệnh vậy, hoặc là tập quá nhiều cái phần cơ đùi nó hơi xòe cái lòng bàn chân ra. Thì đây cũng là một trong những cái biểu hiện của cái việc mà luyện tập thời gian dài không cân bằng về nhóm cơ mà lại ít quan tâm tới cái việc stretching, cái việc kéo giãn cơ đó. Cho nên là đối với bản thân file cá nhân thì file vẫn có cái xu hướng là sử dụng stretching, sử dụng giãn cơ tĩnh ngay sau khi tập, nó sẽ có nhiều cái lợi ích hơn. Còn nếu như các bạn không có thời gian sau khi luyện tập mà các bạn có thể dành ngày mai hoặc ngày mốt gì đó thì các bạn có thể đi giãn, thì nó cũng có lợi ích. Thay vì cái kia nó được 10 thì cái này nó cũng sẽ được 7-8 gì đó, chứ không phải là nó sẽ hoàn toàn không có tác dụng. Rồi. Còn đối với cái vấn đề mà đau á, thì thường các bạn cũng sẽ chỉ xảy ra và lặp lại ở những cái giai đoạn 1-2 tuần đầu thôi. Và từ cái tuần thứ 3, thứ 4 trở đi thì các bạn cũng ít xảy ra những cái vấn đề này. Cho nên nếu mà trường hợp mà các bạn quá bận thì cái việc mà có giãn cơ cách đó 1 ngày 2 ngày nó vẫn tốt hơn rất là nhiều với việc không có giãn cơ. Nhưng nếu các bạn thoải mái về cái khung thời gian để mình chăm sóc sức khỏe của mình thì phải nghĩ là các bạn nên ưu tiên sau khi tập là mình sẽ giãn luôn. Thì như vậy thì những cái cơn viêm nó cũng ít hơn, do cái quá trình phục hồi nhanh hơn. Các bạn sẽ giảm cái quá trình đau cho các bạn rất là tốt khi mà mình sử dụng stretching ngay sau khi mà mình kết thúc một cái buổi luyện tập. Ok, có một bạn vừa mới hỏi, vậy thì cái căng cơ tĩnh nó hiệu quả như vậy thì em bị đau mỗi vai gáy có thể sử dụng nó để phục hồi hoàn toàn vấn đề sức khỏe của mình được không? Cái này câu hỏi rất kỹ là cũng đúng nhưng mà chưa đủ nha, thì mình sẽ giải thích thêm. Cái việc căng cơ tĩnh thì các bạn có thể hiểu là nó có rất là nhiều dụng cụ hỗ trợ cho cái việc hồi phục. Thì liên quan đến đau cổ vai gáy thì chúng ta có nói rất là nhiều số, nó có nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì chúng ta cần phải tìm hiểu đầu tiên là cái mức độ nặng nhẹ mà mình đang bị là nó nằm ở mức độ nào để mình lựa chọn phương pháp căng cơ tĩnh hay là hỗ trợ phục hồi được tốt hơn. Đối với những bạn mà thường xuyên làm văn phòng hay ngồi máy tính hay xài điện thoại nhiều thì chắc chắn đau cổ mỏi vai gáy là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra. Nếu như các bạn bị nhẹ nha, nhẹ có nghĩa là lâu lâu mình ngồi một thời gian khoảng nửa tiếng bắt đầu cảm giác hơi ê mỏi cổ này kia, vai thì hơi bị mất biên độ cử động đi, thì chúng ta có thể căng giãn cơ tĩnh bằng các dụng cụ cơ bản thôi, thì vẫn có thể giúp cho chúng ta giảm được cái việc gọi là đau hoặc là mỏi cổ vai gáy. Nhưng có một số trường hợp nếu như chúng ta bị nặng hơn, có nghĩa là thường xuyên bị đau nhiều, thậm chí là có những cái dấu hiệu giống như là nó bị tê cái phần chi ở trên này nè, giống như là hai tay của bạn có hay cái triệu chứng là tê đi, hoặc là cái tư thế của các bạn lúc đi đứng nằm ngồi nó vô hình chung nó bị sai cái đường cong sinh lý của cái đốt sống của các bạn, thì các bạn cần phải lưu ý cho kỹ, đây là cái trường hợp nó hơi nặng thôi. Thì nặng thì chúng ta căng cơ tĩnh và phải kết hợp luôn các phương pháp để hỗ trợ phục hồi nó liên quan đến xương khớp. Và đi sâu hơn nữa, ví dụ như là trong vấn đề căng giãn cơ tĩnh, giống như cái băng dán này các bạn có thể thấy hồi nãy các bạn có đề cập đúng không, thì thật sự ra băng dán thì nó sẽ hỗ trợ trong cái việc là nâng đỡ, phụ trợ cho cái việc gọi là quá trình điều trị phục hồi. Các bạn có thể áp dụng căng cơ tĩnh nhưng mà cần phải sử dụng các thiết bị chuyên sâu hơn để có thể tác động sâu vào sợi cơ. Tại vì nguyên nhân đơn giản thôi là khi các bạn ngồi làm việc máy tính nhiều, chúng ta vô hình chung chúng ta lại cúi cái người xuống nhiều quá, thì thành ra nó làm cho cái cơ cổ của chúng ta nè, hai cái cơ cổ này nè, nó bị sao, nó bị co rút và nó bị không được tự nhiên.
thì cái độ giãn của nó không kéo được, thì nó khi co rút nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái xương đốt sống cổ, đặc biệt là bảy đốt xương sống cổ chúng ta, nó sẽ bị co rút và nó bị sai cái đường cong sinh lý của nó. Thì về lâu về dài nó sẽ khiến cho cái cơ bắp của chúng ta bị đau, bị nhức, bị mỏi. Thì việc đầu tiên đó là phải giải tỏa áp lực cho cái cơ cổ của chúng ta. Thì giải tỏa ở đây thì rất khuyên các bạn nha, giải tỏa ở đây là đầu tiên các bạn phải thay đổi cái là lối sống thói quen hàng ngày các bạn trước đã. Đấy, bây giờ các bạn có điều trị, các bạn có thực hiện căng cơ tĩnh bao nhiêu chăng nữa mà cái thói quen của các bạn hàng ngày cứ sử dụng máy tính mà các bạn cứ cúi cái đầu như hoài, thì không bao giờ các bạn có thể điều trị hoặc là chấm dứt khỏi được cái vấn đề tình trạng đau nhức mỏi cổ vai gáy đó nữa. Vậy nên đầu tiên xác định coi mức độ của các bạn đang bị nặng hay nhẹ. Cái thứ hai là hãy chỉnh lại tư thế hàng ngày của chúng ta trong lúc ăn, trong lúc ngồi, đứng, làm việc hay bất cứ việc gì, thậm chí chơi thể thao, các bạn cũng phải để ý nó nhiều tí xíu để chỉnh cái tư thế của mình về cái đúng cái tư thế mà đường cong sinh lý của xương khớp của chúng ta hiển nhiên có. Sau đó chúng ta kết hợp căng cơ tĩnh, sử dụng thêm các phương pháp từ các master, những người có chuyên môn nha, thì mới có thể sử dụng được các loại băng này để trợ lực, phụ trợ cho các bạn trong giai đoạn các bạn đang khắc phục cái vấn đề đau cổ vai gáy này. Vậy nên căng cơ tĩnh thì tùy theo mức độ mà các bạn sẽ áp dụng nó, và cần nếu như nặng thì các bạn phải sử dụng thêm các phương pháp chuyên sâu hơn để có thể điều trị và khắc phục nó, thì nó mới có thể hiệu quả. Đấy, đó là cái mà Jack chia sẻ. Vậy thì khi mà các bạn sử dụng cái băng dán Kinesio thì nó có gây ảnh hưởng cho cái quá trình sinh hoạt hàng ngày của mình hay không? Thật sự ra theo cảm nhận ngay chính bản thân Jack đã sử dụng, tại vì Jack đã từng bị thoát vị đi điểm rồi, bác Jack cũng đã sử dụng rồi thì Jack sẽ hiểu rõ nhất. Nếu mà nói về sự bất tiện đi ha, thì Jack nghĩ nó cũng không có gì bất tiện cả, cảm giác thôi. Các bạn phải hiểu là cái này nó không có thành thánh hóa gì cả, mà thật sự nó là một phương pháp hoặc là một dụng cụ hỗ trợ thôi. Các bạn phải biết là hỗ trợ trong quá trình chúng ta điều trị hoặc là chữa trị hay là khắc phục một cái vấn đề liên quan đến xương khớp của chúng ta hoặc là đau nhức về cơ, mà trong quá trình hàng ngày chúng ta vẫn phải làm việc, đi lại hoặc là tập luyện để mà duy trì, thì nó sẽ là một cái sản phẩm hỗ trợ. Các bạn hình dung, tại vì cái này bên nước ngoài người ta sáng chế ra bằng một cái vật liệu nó giúp chúng ta có thể duy trì cố định trong vòng từ 3 cho đến 5 ngày. Vì vậy thời gian dài nó sẽ được thiết kế bằng một cái chất liệu rất là thoáng mát, thậm chí là hạn chế gây, thậm chí là không có cái sản phẩm gây kích ứng da luôn kìa. Đó là để sử dụng được thời gian dài và dành cho tất cả mọi người. Điều kế tiếp nữa là trong quá trình mà chúng ta bị đau nhức đi, về khớp, về xương, cơ chúng ta nó đang đau quá mà chúng ta cần phải đi làm, đi lại hàng ngày hoặc là làm việc không thể ngừng được, thì các bạn sẽ hỗ trợ cái băng Kinesio này để cho nó gọi là phụ trợ cho cái phần cơ hoặc thậm chí là cái phần xương khớp của chúng ta. Nó giống như là có một cái thực vật để nâng đỡ thêm thôi. Đó, nâng đỡ thêm cho cái phần đó của chúng ta để chúng ta có thể vừa làm việc vừa trong quá trình điều trị phục hồi nó được hiệu quả hơn. Nên các bạn cứ suy nghĩ đó chỉ là một sản phẩm phụ, các bạn đừng thần thánh hóa, và cũng hiểu một điều, cơ thể chúng ta là chúng ta phải hiểu cho rõ và sử dụng những cái phương pháp nào nó phù hợp nhất. Còn cái băng Genesio nó sẽ là sản phẩm tốt để phụ trợ trong cái việc mà hồi phục của chấn thương hoặc là cơ thể chúng ta nó đang bị đau nhức về xương khớp, về cơ nhiều quá. Đấy, các bạn có thể để ý là trong các cầu thủ á, các bạn có để ý không, là cầu thủ thì đương nhiên cái việc đá thì không thể nào ngưng được rồi, tập luyện nữa, nhưng mà nếu lỡ có chấn thương thì các bạn sẽ thấy những cầu thủ đó hay được băng những cái hình dạng dấu X, chữ X hoặc là chữ Y này kia ở trên các vị trí đau, đặc biệt nhất là cái phần chân, các bạn thấy không? Thì đó là do họ muốn duy trì, vẫn phải duy trì cái việc là thi đấu cũng như tập luyện, nhưng mà do trước đó bị chấn thương nên họ sẽ sử dụng các phương pháp liên quan đến hỗ trợ hồi phục cũng như là cái băng Kinesio, nhưng phải sử dụng bởi các chuyên gia họ có cái hiểu biết về cách thức, vì cái độ dài, biên độ để làm sao cho nó cái tăng cái độ hỗ trợ trong việc vận động của cái phương pháp tập luyện hay là chơi thể thao của các bạn, nhưng không bị ảnh hưởng trong quá trình sinh hoạt hàng ngày. Đó là lý do tại sao cái băng này được sử dụng rất là nhiều cho các vận động viên. Kinesio này có giống salon bath không phải? Thực ra thì cũng đã một thời gian rất là dài rồi Phai không sử dụng tới salon bath nữa. Thực ra thì đối với lại
cơ thể của mình thì rất là ít khi mà gặp những cái chấn thương mà liên quan tới đau từ ngoại lực. Ví dụ như lâu lâu bị va đập hay là bị đánh hay bị vân vân. Thì thường thì salon pad thì các bạn cũng thấy cái này nó cũng dán rồi, nó cũng co giãn, nó cũng dính đúng không? Thì các bạn cứ nghĩ là nó sẽ giống salon pad đúng không? Nhưng mà thực ra thì File cũng chưa có thực sự dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ cái này, và File cũng mới chỉ là ở trạng thái tìm hiểu và trải nghiệm thôi. Thì giống như anh Jack đã chia sẻ hết tất cả những cái công dụng của nó về trợ lực về này về kia rồi, nhưng mà File cũng đã từng thử dán nó hai cái phần vai gáy này rồi. Thì thực ra kết quả rất là nhiều nha các bạn. Chúng ta sẽ thường có thói quen là mình cúi về trước khi mà chúng ta trong vô thức bất giác. Còn khi mà dán vô đây cái hơi cúi về trước, tự nhiên có cảm giác nó căng căng ở đây, cái tự nhiên nhắc nhớ bản thân mình là lật về lại như cũ liền. Thì vô hình chung mình đang có một cái trạng thái rất là tốt trong một thời gian dài. Thì File với Jack cũng rất là nhiều số đều thống nhất một quan điểm, đó là thói quen tốt thì nó sẽ xây dựng một sức khỏe và cơ thể tốt. Vậy thì cái điều này nó cũng giúp cho mình nhắc nhớ một cái là ok, đang là trong điều trị này kia. Và thứ hai nó cũng một phần để trở lực, tức là giảm cho mình cái chuyện mà sử dụng hệ thống cơ trong thời gian dài. Còn salon pad thì các bạn phải biết là trong đó nó có những cái chất liệu như là làm nóng này, làm tan máu bầm này, giảm cơn đau này, vân vân và vân vân. Thì cái đó nó thiên về thuốc rồi các bạn, chứ nó không chỉ đơn thuần là những cái liệu pháp phục hồi đơn giản này. Cái này thì nó chả có thuốc gì đâu, cái dán vô thậm chí các bạn còn chả có cảm giác gì. Và nó đàn hồi cực kỳ tốt, cho nên khi mà đàn hồi cực kỳ tốt nó cũng chả bị ảnh hưởng bởi cái biên độ chuyển động gì hết. Cho nên là nếu mà các bạn hỏi là nó có ảnh hưởng gì tới hoạt động hàng ngày thôi thì chắc chắn với các bạn là không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng nó sẽ có những cái gọi là liên quan tới tâm lý rất là nhiều. Khi mà mình cử động mà mình biết nó có cái gì đó đang căng căng, có nghĩa là vấn đề mình đang ở đó, mình càng phải cẩn thận hơn một chút xíu về nó. Nó sẽ mang lại cho các bạn rất là nhiều về lợi ích. Còn salon pad, salon shape thì nó giống như các bạn đã hiểu đó, ra ngoài cái tiệm thuốc các bạn mua thì bác hỏi, bác sĩ cũng giải thích cho các bạn khá là rõ rệt. Hoặc là các bạn có những cái vấn đề liên quan tới máu bầm này nọ, thứ linh tinh, các bạn mới ra các bạn sử dụng cái đó. Còn ở đây mà thêm một cái nữa là phải cũng để ý là salon pad và salon shape đa phần nó không có tính đàn hồi, đúng không? Gần như là không có tính đàn hồi. Và sử dụng dán nó cũng không cần phải kéo căng, phải đầu này đầu kia, phải canh lực vân 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 vân. Tức là nó không phải là một cái dụng cụ chuyên về thể thao, cho nên là nó khác biệt hoàn toàn nha các bạn. Và bạn này hỏi là cái tần suất phương pháp giãn cơ động, giãn cơ tĩnh và giãn cơ linh hoạt như thế nào thì là phù hợp cho một người luyện tập. Thì nãy giờ định nghĩa của ba cái loại này, Pai và Jack cũng có nói nhiều rồi. Thì các bạn cũng hiểu là nếu các bạn có tập luyện mỗi ngày đi, thì cái việc căng giãn cơ để giúp cho cơ bắp của chúng ta nó chuẩn bị cho việc tập luyện nè, để hạn chế tối đa cái việc gọi là chấn thương, là sử dụng giãn cơ động đúng không? Rồi sau trong quá trình tập luyện các bạn sử dụng thêm các phương pháp giãn cơ linh hoạt để hỗ trợ tối ưu trong các bài tập. Rồi sau khi tập xong, cơ bắp chúng ta nó bị tình trạng là tích axit lactic này kia, chúng ta lại phải sử dụng các phương pháp giãn cơ tĩnh để giúp hồi phục cơ bắp một cách tốt hơn. Thì nó cũng quan trọng giống như cái việc mà các bạn tập vậy đó, thì nó sẽ phụ thuộc vô cái tần suất các bạn tập luyện một tuần nó nhiều hay ít, mà các bạn sẽ sử dụng cả ba phương pháp giãn cơ này để giúp cơ thể chúng ta nó được hồi phục được tốt hơn. Các bạn cứ ví dụ đi, tập luyện một tuần các bạn tập 3 ngày, các bạn có khoảng 4 ngày để nghỉ ngơi. Nhưng mà trong quá trình 3 ngày tập đó các bạn tập cường độ cao thì bắt buộc các bạn phải sử dụng các phương pháp giãn cơ này để một là hạn chế tối đa việc cơ thể mình gặp chấn thương, hai là bổ trợ tối đa cho cái việc hồi phục sau khi tập. Vì cơ thể chúng ta nó là một cái bộ máy nó hoạt động, chúng ta tập là chúng ta đang phá hủy nó mà, chúng ta đang sử dụng cơ bắp để nâng tạ nè, chơi thể thao nè, chúng ta đang phá hủy cơ bắp thì chúng ta cần tạo điều kiện môi trường tốt nhất để cho nó hồi phục. Vậy nên cái việc căng giãn cơ là luôn phải đi song song với việc tập luyện của chúng ta. Nếu các bạn tập nhiều, các bạn cần phải sử dụng cái này nhiều. Nếu các bạn tập một tuần 3 buổi thì các bạn nên sử dụng tối ưu là sau buổi tập, thậm chí không có thời gian các bạn có thể sử dụng sau đó cũng được, nhưng đừng nên bỏ qua những cái việc giãn cơ trong khi trước, sau và trong khi tập nữa nha. Nên rất nghĩ việc này nó rất quan trọng luôn, nó cũng quan trọng như việc chúng ta tập luyện vậy đó. Cơ thể không được dẻo dai, bị căng cứng cần dụng cụ chuyên dụng để làm mềm cơ hiệu quả hơn là sử dụng tay. Ok. Phải thấy đúng hay sai? Bạn này đang thắc mắc. Ok, câu hỏi này rất hay nha các bạn. Tại sao chúng ta có rất là nhiều cái dụng cụ như thế này? Đối với File làm trong cái lĩnh vực giãn cơ này cũng rất là lâu rồi và khách hàng feedback cực kỳ nhiều. Nếu mà các bạn gọi là thiên về cảm nhận á, thì không có cái gì có thể qua được đôi bàn tay hết.
Tại vì khi mà các bạn ấn, các bạn day thì bản thân cái ngón tay nó có những cái xúc giác, những cái xúc cảm, các bạn sẽ biết được là tăng lực bao nhiêu nó là phù hợp, hoặc là giảm lực bao nhiêu nó là phù hợp, hoặc là khách hàng cũng sẽ dễ có cảm nhận hơn tại vì cái bàn tay mình nó rất là mềm. Và cái sợi cơ cũng mềm, hai cái mềm chạm vào nhau thì các bạn sẽ rất là dễ để điều khiển về cái lực. Tuy nhiên rằng là cái vấn đề co rút cơ và cái vấn đề gọi là cơ của mình nó không có được đàn hồi tốt, nếu mà nó nặng thì chắc chắn tay không đủ đâu các bạn. Tại vì có những cái vùng cơ nó rất là dày, dày có nhiều khi nó còn dài hơn cả cái ngón tay của các bạn thì làm sao các bạn có thể day được. Ví dụ như cái cơ đùi chẳng hạn, đúng không? Dùng cái lực của tay thì gần như là không đủ. Các bạn lúc đó có thể phải chuyển qua sử dụng bằng cái cẳng tay, hoặc là bằng cùi chỏ, hoặc là có sử dụng thiết bị này. Thậm chí là có thể sử dụng thêm token để mình sử dụng, mình tác động sâu hơn. Hoặc là ví dụ các bạn thay vì là sau khi mà các bạn giãn xong rồi các bạn lăn, đúng không? Có thể sử dụng cái foam roller này các bạn để lăn với những cái tảng cơ lớn. Vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng mấy ngón tay này ngồi mà đi dĩa, đi day từng chút thì chắc một buổi giãn cơ chắc phải 3 tiếng đồng hồ chắc chưa xong nữa. Và thứ hai, nó hiệu quả nó cũng không thực sự cao. Tại vì khi lúc đầu các bạn day cái tay mình còn rất là khỏe, đúng không? Các bạn sẽ tác động lực rất là tốt. Một thời gian sau nó mỏi quá rồi thì lúc đó lực nó chia ra là cũng sẽ lại không đều. Nhưng mà những thiết bị này thì nó lại cũng có cái nhược điểm là ví dụ như những cái đầu cơ rất là nhỏ thì chúng ta không thể nguyên sử dụng cả cái tảng này, chúng ta nhét cho được, chúng ta day được, thì lúc đó chúng ta lại có thể sử dụng những cái dụng cụ như kiểu như thế này để chúng ta tác động ở những cái vùng cơ nhỏ. Hoặc là các bạn có những cái vùng cơ mà nó quá yếu, nó quá mỏng manh, đặc biệt là các bạn nữ mà cân nặng bốn mấy năm chục ký thì cũng không thể sử dụng các cái công cụ mà nó gọi là nhiều quá như vậy được, thì chúng ta có thể sử dụng cái ngón tay. Tức là mình sẽ phải sử dụng linh hoạt các cái thiết bị như vậy tùy vào những cái vị trí cơ linh hoạt. Hoặc là ví dụ như các bạn có thể sử dụng cái súng bắn cơ này, cũng là một trong thiết bị rất là ok này. Thay vì các bạn phải ngồi day một lần, hai lần, ba lần, 14, 15 lần để cho cái cơ của mình nó có thể nhả ra được, nó có thể giãn ra được, phục hồi được, thì cái với cái tốc độ tần suất này nó rung trong vòng một phút mấy trăm nhịp như vậy thì nó tiết kiệm được cái khoảng thời gian rất là nhiều. Và thứ hai, nó cũng tác động sâu hơn, tức là cứ mỗi một lần nó mềm hơn thì nó có khả năng sâu hơn. Còn cái tay của mình á, nó có rất là nhiều ưu điểm nhưng ngược lại nó cũng sẽ có những cái cần công cụ. Tương tự giống như cái chuyện các bạn đi xe máy và các bạn đi bộ vậy đó. Nếu như các bạn đi 3-4 năm cây thì rõ ràng đi cái xe máy nó sẽ ưu việt hơn rất là nhiều. Nhưng nếu mà cách đây chỉ 30 mét thôi, các bạn móc cái xe ra, các bạn bận ga, các bạn đè chạy sang tới đó thì thực ra các bạn đi bộ đã tới đích rồi. Đó, thì cái việc mà căng giãn cơ này nó cũng vậy. Tùy cơ thể người, tùy tình trạng, rồi tùy cái độ lớn của cơ bắp mà chúng ta sẽ sử dụng các cái thiết bị cho nó phù hợp. Chứ không phải là khi nào thì vẫn phải là máy và khi nào sẽ vẫn phải là tay. Tại sao ba phương pháp này lại giúp cơ bắp phục hồi tốt hơn? Một câu hỏi rất là hay. Rồi ok. Nếu mà nói về tại sao thì chúng ta quay trở lại với cái định nghĩa cũng như là về cơ thể con người chúng ta ha. Thì thứ nhất đi, ba phương pháp này nó là một trong những cái thể loại sử dụng trong hàng ngày của những người tập luyện từ rất lâu rồi. Vì chúng ta phải hiểu là cơ thể chúng ta là một cái bộ máy, nó có cái phần cơ nó bảo vệ ở ngoài xương khớp của chúng ta và nó giúp cho chúng ta có thể nâng, đúng không, căng co duỗi. Thì quá trình tập luyện á, nó đòi hỏi là cái gì, là cơ bắp chúng ta phải hoạt động rất là nhiều, rồi xương khớp nó cũng sẽ hoạt động theo. Và cái điểm đặc biệt nhất là trong cái việc căng cơ động, các bạn cứ hiểu đi, căng cơ động thì nó sẽ sử dụng các động tác để chúng ta căng nhãn cái phần cơ chúng ta, nó hết biên độ ra, sử dụng cái động tác và nó kích thích lưu thông tuần hoàn máu. Thì các bạn hiểu là cơ bắp của chúng ta trước khi chúng ta tập luyện vận động thì khi các bạn được nó được bơm một cái lượng máu, rồi nó được kích thích kéo giãn, nó được khởi động, thì chúng ta bước vào bài tập á, nó sẽ sao? Nó sẽ cảm thấy được cái hiệu quả, năng suất nó sẽ được nhiều hơn so với vấn đề chúng ta không khởi động gì cả và bước vô tập liền. Nói với em quay lại cái trường hợp ví dụ hồi nãy Phai có nói là một cọng dây thun đang ở trong tủ lạnh, đúng không? Nó rất là lạnh, đúng không? Bây giờ các bạn lôi ra, các bạn kéo một cái là nó đứt liền. Tại vì nó sao? Nó chưa đủ thời gian để nó có được cái biên độ dẻo dai ban đầu, hoặc là tự nhiên mà nó có. Nó chưa thích nghi kịp mà các bạn tác động một cái lực mạnh quá là nó đứt liền. Nó giống như các bạn bây giờ các bạn vô, các bạn chưa tập gì, chưa chuẩn bị, chưa khởi động đấy ha. Cơ các bạn cũng ý như cọng dây thun trong tủ lạnh vậy đó. Bây giờ các bạn vô, các bạn nâng tạ, các bạn tập liền một cái khối lượng tạ mà các bạn tập cường độ cao. Nhắc đảm bảo với các bạn luôn là ngày mai các bạn sẽ nhấc cái tay lên không nổi luôn á. Vì sao? Vì cái cơ các bạn nó chưa đủ chuẩn bị thời gian để cho nó có cái biên độ co giãn tốt nhất. Mà thành ra các bạn lại cho nó sử dụng một cái lực quá mạnh là nó sẽ gây chấn thương liền. Rồi, đồng nghĩa với việc gì?
sau khi các bạn tập xong, cơ bắp chúng ta đã trải qua cả tiếng đồng hồ vận động rồi, thì cơ bắp nó đang bị chấn thương cũng như là nó đang bị đau nhức rất là nhiều. Đôi khi là nó bị tích axit, mà cái axit lactic nó làm cho cái cơ của chúng ta nó sẽ rất là lâu hồi phục, thậm chí để về lâu và dài các điểm sucrovoid đó nó sẽ làm cho chúng ta cảm giác rất là khó chịu, ê ảnh, thậm chí có nhiều bạn đã thấy sốt luôn kìa, cơ thể nó bị hành sốt luôn bởi cái vấn đề đó, vì đau nhức. Cái thứ hai đó là hôm sau tới buổi tập nhóm cơ khác nhưng mà vì nó đau quá nó làm cho việc tập luyện nhóm cơ khác cũng không được luôn, sự tập trung của các bạn trong công việc hàng ngày nó cũng không được luôn. Ví dụ đơn giản hơn, ngày hôm qua tập đùi đi, không khởi động, không căng giãn hết, ngày mai các bạn đi thử cầu thang từ trên xuống dưới 2 lầu thôi, các bạn đi là các bạn sẽ cảm nhận liền chân nó run 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 và nó rất dễ bị chấn thương. Vậy nên ba phương pháp căng giãn cơ này á, nó có tác động quan trọng y như là cái việc các bạn tập luyện, thậm chí là ăn uống khoa học vậy đó. Tập luyện nó cũng phải khoa học, khoa học ở chỗ là phương pháp trước, trong và sau tập nó cũng phải có một cái sự chuẩn. Nếu các bạn bỏ một cái khâu nào thì cơ thể chúng ta nó sẽ không được một cái điều kiện tốt nhất để phát triển cũng như là hồi phục khỏi u. Vậy nên các bạn đã lựa chọn phương pháp tập thì các bạn hãy tìm cho hiểu cho kỹ cái phương pháp để hồi phục và tránh chấn thương bằng các phương pháp căng giãn này. Đó là lý do tại sao Nam Phiếu tụi mình mới ra tiếp cái video với nội dung là căng giãn cơ như vậy, để cho các bạn có thể hiểu sâu hơn cái tầm quan trọng của việc căng giãn cơ trước, trong và sau khi tập như thế nào. Và mình nhấn mạnh một lần nữa, nó rất quan trọng. Y như cái việc các bạn ăn uống dinh dưỡng khoa học vậy đó, thì cái việc tập và căng giãn nó cũng phải khoa học và nó phải đúng phương pháp. Đó là lý do mà mình muốn cùng với Thai chia sẻ trong ngày hôm nay. Ok. Cả ba phương pháp này đều ảnh hưởng đến xương khớp nếu lạm dụng quá nhiều. Theo ý kiến của Phan sao? Bạn này hỏi là nếu mà sử dụng ba phương pháp này mà nhiều quá đó, vậy nó có ảnh hưởng đến xương khớp luôn không? Ok. Thực ra thì như thế nào được gọi là lạm dụng? Giả sử như các bạn mỗi một ngày cần khoảng chừng 3-4 lít nước mà các bạn uống 15-20 lít đó, thì gọi là lạm dụng nước, đúng không? Vậy thì đối với căng giãn cơ nó cũng vậy. Nếu mà để mà lạm dụng được thì đồng nghĩa bạn phải sử dụng với cái tần suất nó rất là nhiều. Không lẽ hàng ngày các bạn không cần phải đi làm, các bạn không cần phải kiếm tiền, các bạn không cần phải những hoạt động khác, các bạn chỉ chăm chăm cho mỗi một việc luyện tập hay sao mà các bạn có thể lạm dụng được cái vấn đề căng giãn cơ? Thì thực ra thì phải nghĩ là trong cái trường hợp đời sống hàng ngày các bạn sẽ vẫn phải sinh hoạt làm việc này kia thì nó sẽ rất là khó để mình có thể xảy ra được cái vấn đề về lạm dụng. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, cứ cho là các bạn có một cái điều kiện tuyệt vời một ngày 24 tiếng ngoài ngủ với luyện tập và giãn cơ, cho các bạn không có một cái việc gì khác để làm đi chăng nữa, thì các bạn cũng gọi là có cơ may là mình chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng lạm dụng đó. Vậy thì đây là một trong những cái liệu pháp phục hồi, đúng không các bạn? Phục hồi có nghĩa là nó sẽ thiên hướng làm sợi cơ mình nó phát triển tốt hơn, nó phục hồi nhanh hơn, nó không đau nhức mỏi nữa. Vậy thì nếu mà các bạn làm nhiều thì nếu mà giãn cơ động mà làm nhiều thì nó cũng sẽ gần giống như giãn cơ tĩnh đó các bạn. Tại vì giãn cơ động có nghĩa là thời gian nó ngắn, động tác mô phỏng nó tương tự giống như cái một cái buổi luyện tập chính nhưng mà cường độ thấp và biên độ nó tối ưu thôi. Mà các bạn lặp đi lặp lại quá nhiều thì nó cũng giống như cái việc là mình luyện tập một cái buổi nhưng mà cái cường độ thấp vậy đó. Thì nó cũng có ảnh hưởng một chút, đó là nó sẽ làm cho cái buổi luyện tập của các bạn, tại vì cái này nó mệt quá rồi thì mình sẽ không có thời gian, không có gọi là đủ sức hay là gọi là tâm huyết để mình tham gia mình luyện tập một cái buổi nó hiệu quả. Các bạn biết là không phải là co cơ mình muốn co là co đâu. Co một cái là nó sẽ cần một cái chuỗi chuyển động từ hệ thống thần kinh, rồi sau nó đến cơ, rồi nó điều khiển, rồi co rốt, rồi thậm chí là rất là sâu là nó có những cái ion bên trong bên ngoài mất cân bằng này nọ thứ linh tinh. Vậy thì các bạn có dám chắc rằng là các bạn có thể luyện tập hoài được không? Rất là khó. Đó, thậm chí là cái cơ còn co được mà cái não này nó nản rồi, nó sẽ rất là khó để các bạn có thể luyện tập được. Cho nên để mà lạm dụng thực sự nó rất là khó. Mà nếu như giả sử như có lạm dụng đi chăng nữa thì phải thấy cái hậu quả nó không có nhiều đâu. Tức là cùng lắm thì mình luyện tập yếu đi, mà luyện tập yếu đi đồng nghĩa việc mình cũng sẽ không có đau nhiều, đúng không? Không có đau nhiều thì cũng không ảnh hưởng gì tới sức khỏe cả. Tại vì giãn cơ tĩnh nó sẽ làm sợi cơ mình nó mềm này, nó phục hồi tốt hơn này, nó yếu hơn này. Mà nó đã yếu hơn rồi thì buổi sau các bạn cũng khó lòng mà các bạn có thể một cái buổi luyện tập mở một cái cường độ cao để trạng thái lý tưởng được. Cho nên là lúc đó các bạn đa phần sẽ làm việc và tập luyện dưới cường độ trung bình. Mà như vậy thì phải nghĩ nó cũng chả ảnh hưởng gì tới vấn đề sức khỏe đâu. Đó, cho nên là phải thấy cái câu hỏi này nó hai cái trường hợp nó đều rất là khó xảy ra. Một là rất khó để lạm dụng được,
Và thứ hai là giả sử như có lạm dụng đi chăng nữa thì cũng rất là khó đi xảy ra những cái vấn đề mà ảnh hưởng tới cơ thể của mình được. Cho nên các bạn cứ yên tâm nha, cũng không có thời gian để lạm dụng nó đâu. Và bây giờ thời lượng của chương trình nó cũng đã gần hết rồi. Thì Zach sẽ tranh thủ để tổng hợp lại các kiến thức mà từ nãy giờ Khoai cũng như là Zach đã chia sẻ để các bạn nắm một cách cụ thể chính xác hơn. Thì về vấn đề căn giãn cơ đấy, thì chúng ta phải hiểu là căn giãn cơ nó sẽ có căn giãn cơ động, căn giãn cơ linh hoạt, căn giãn cơ tĩnh. Rồi còn cái việc sử dụng băng dán là cái phụ trợ trong cái việc gọi là hồi phục cũng như là điều trị trong cái vấn đề hoạt động về đau nhức mỗi cơ khớp. Và các bạn vẫn phải duy trì hoạt động hàng ngày. Ok, thì cái căn giãn cơ động á, các bạn cứ hiểu đơn giản là các bạn sẽ sử dụng các tư thế, các bài tập, các cách vận động á liên tục để giúp cho cái biên độ hoạt động của cái cơ chúng ta được giãn ra, và nó sẽ tăng cái lưu thông máu, tăng tuần hoàn máu cũng như là cái độ dẻo dai của cơ để giúp chúng ta có thể bắt đầu một cái buổi tập nó được hiệu quả hơn. Rồi, trong quá trình tập luyện các bạn có thể sử dụng thêm các phương pháp căn giãn linh hoạt để tối ưu được cái việc gọi là hiệu suất tập luyện của các bài tập đó, để chúng ta đạt được hiệu quả cao nhất trong cái bài tập, trong buổi tập của chúng ta. Căn giãn cơ tĩnh là các bạn sẽ căn giãn các nhóm cơ của bạn, kéo nó ra một cái biên độ nhất định nào đó, tác động lực vào nó và có thể duy trì một cái tư thế đó trong một khoảng thời gian ngắn nhất định để giúp cho chúng ta có thể kéo giãn cơ bắp sau một buổi tập nó được phục hồi được tốt hơn. Và mọi cái vấn đề tập luyện của chúng ta hàng ngày cũng như chơi thể thao, nó đều sử dụng cái sức của cơ, rồi nó đều phá hoại cái cơ của chúng ta không ít thì nhiều. Và đặc biệt nhất, chúng ta cần phải tạo môi trường điều kiện tốt nhất để cho chúng ta không bị chấn thương cũng như là chúng ta có thể hồi phục được tốt hơn. Vì vậy cái điểm tất yếu ở đây, nếu các bạn có vận động tập luyện hay nhiều hay ít gì, các bạn cũng nên áp dụng các phương pháp căn giãn cơ này để giúp cho cơ thể chúng ta có điều kiện tốt nhất có thể, một là tránh chấn thương, hai là hồi phục tốt hơn và phát triển một cách tối ưu nhất. Rồi, đối với những bạn dân văn phòng hoặc là những bạn mà còn đi học đi, hoặc là những bạn mà hay bị đau nhức cổ vai gáy hay thắt lưng, hay là thường xuyên có những cái tư thế mà mình hay bị quên á, ngồi làm việc quên, thì chúng ta nên sử dụng các phương pháp là căn giãn cơ, hoặc thậm chí là các bạn đang bị tình trạng nặng trong việc đau nhức cổ vai gáy hay thắt lưng, các bạn có thể áp dụng thêm các phương pháp của Kinesio để bổ trợ, phụ trợ, để hỗ trợ cho cái vấn đề tư thế của các bạn, hoặc là hàng ngày các bạn sinh hoạt làm việc nó cũng như một cái người nhắc nhở vậy đó. Giống như phần hải tay có giới thiệu là khi đau nhức cổ, các bạn sử dụng phương pháp Kinesio dán lên trên phần hai cơ cổ này. Đôi khi các bạn ngồi sai tư thế, các bạn đưa về trước nhiều quá thì sao, thì các bạn sẽ cảm giác là nó bị kéo phần cổ của mình ở đây, thì bắt đầu nó nhắc nhở mình là cần phải chỉnh cái tư thế lại, tại vì mình đang trong quá trình hồi phục và điều trị cái vấn đề đau nhức cổ vai gáy. Ok, nếu các bạn có bất cứ thêm những cái câu hỏi thắc mắc nào về vấn đề sức khỏe, tập luyện, dinh dưỡng, thì các bạn cứ chuẩn bị câu hỏi, và thậm chí các bạn có thể gửi về cho Nafis của tụi mình, để đội ngũ Nafis sẽ cùng với File và Zach sẽ làm các video tiếp theo và chia sẻ các kiến thức nhiều hơn để cho các bạn có thể cải thiện được cái vấn đề tập luyện, dinh dưỡng cũng như là sức khỏe của các bạn được tốt hơn nha. Mình là Zach Phan. Mình là File Lê. Xin chào và hẹn gặp lại.